Cùng với việc tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế để bóc tách F0, kiểm soát các chuỗi lây nhiễm, hiện nay, Đà Nẵng đang triển khai đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây là điểm tiêm chủng được tổ chức tại Nhà văn hóa thể thao quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, ngành y tế bố trí 6 đội tiêm để tiêm chủng cho khoảng 9.000 đối tượng theo quy định trong thời gian 4 ngày. Trong bối cảnh dịch rất phức tạp này mà tôi là người dân mà được đi tiêm chủng là tôi rất cảm ơn và rất xúc động. Cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm đến sức khỏe đời sống của nhân dân. Rất là phấn khởi khi được đi tiêm và chấp hành nghiêm cái quy định của phòng chống dịch. Để đảm bảo giãn cách và an toàn tiêm chủng, quận Ngũ Hành Sơn đã bố trí theo quy trình tiêm một chiều. Người dân đến tiêm chủng được chia theo khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người, đồng thời thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và khẩu trang. Các tình nguyện viên và các nhân viên y tế luôn luôn nhắc nhở người dân đi đúng giờ, đồng thời được luôn luôn đảm bảo khoảng cách và quy định của các cán bộ y tế hướng dẫn trong suốt quá trình tiêm chủng, đồng thời luôn luôn đảm bảo các quy trình tại mỗi khâu, từ khai báo y tế cho tới là đo mạch nhiệt huyết áp, cho tới sàng lọc, cho tới tiêm chủng và theo dõi sau tiêm. Ngoài điểm tiêm tại quận Ngũ Hành Sơn, ngành y tế cũng đã bố trí 8 điểm tiêm khác tại các địa phương với 60 đội tiêm để đảm bảo tiêm chủng mũi 1 vaccine AstraZeneca cho hơn 92.000 người. Tại các điểm tiêm, việc đảm bảo an toàn tiêm chủng được ngành y tế đặc biệt chú trọng. Chúng tôi kê giường và mỗi khu vực chúng tôi kê 2 giường cấp cứu và trong đó trang bị oxy và các bác sĩ hồi sức tích cực là đang tham gia vào công tác theo dõi sau tiêm. Chúng tôi đảm bảo là nếu xảy ra tai biến, hy vọng là không có, nhưng mà nếu xảy ra thì chúng tôi xử lý được trong tất cả các tình huống để an toàn cho người dân. Trong đợt tiêm chủng lần này, đối tượng tiêm chủng được thành phố mở rộng và khá đa dạng, từ lực lượng tham gia phòng chống dịch và ban điều hành các cấp đến người làm trong các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, các tổ chức quốc tế, lực lượng hải quan, người lao động ngoài khu công nghiệp. Bên cạnh đó là những người cung cấp dịch vụ thiết yếu, cũng như người dân từ 18 đến 65 tuổi. Tại các khu vực có mật độ dân số cao thuộc 3 quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ. Với hơn 92.000 người được tiêm chủng mũi 1 vaccine AstraZeneca, đây là đợt tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được ngành y tế Đà Nẵng tổ chức. Sắp tới thì Bộ Y tế sẽ phân bổ thêm cho Đà Nẵng 400.000 liều vaccine ngừa COVID-19 các loại. Thành phố đã sẵn sàng nhân lực cũng như là trang thiết bị để tiêm chủng kịp thời, đảm bảo sớm đạt độ miễn dịch cộng đồng